Anh em cần là pass VIP, pass cao cấp và tất cả các dịch vụ khác, liên hệ ngay số điện thoại Zalo đang hiển thị trên màn hình. Được cái là cái pháo này nó hồi nhanh này. Hồi nhanh cùng với cái nhịp của cái Atmaka luôn. Vẫn đảm bảo là bao phê. Rồi mình sẽ đi quấy nhiễu một tí. Tác chiến là kiểu quấy nhiễu ấy mà. Pop. Trượt cả 3 viên kìa. Rồi không sao. Đấy rồi đây rồi. Ui dồi ôi. Vẫn bệnh mồi. Đấy rồi. Vừa tâm cái thằng tàu sân bay nó lộ diện kìa. Anh em có bị đây. Xong thằng này thì mình sẽ hạ tàu sân bay. Đi đâu phải vội cả rồi. Búp luôn. Anh nào đây? Anh nào đây? Xin phép anh em phải xử thằng này trước á. Thằng này nó sẽ là cái thằng bắn lung ta lung tung luôn ạ. Úi giời ơi. Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh. Em phải chạy rồi. Tốc độ của con này cũng chạy nhanh mà. 26 hải lý, 27 hải lý ạ. Không, cái combo spam bắn liên tục, chỉ bắn và bắn thôi. Cái này lắp như này mình đảm bảo nó còn mạnh hơn cả Zikon đấy anh em. Lắp cái Atmaka kiểu này này nó hợp với cái nhịp ấy, bắn liên tục luôn. Cái phóng lựu này thì mình thay thế cái SR5 bằng cái PKX, chính vì vậy mà nó hồi khá là nhanh. Quá đau anh em ạ. Anh em nhìn cái lượng đam nó nhảy lên kìa, cắt sợ luôn. Rồi rồi, cái combo này chắc là nó quẳng luôn rồi. Cũng thể nào mà đỡ được. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Vâng, đau, đau. Bắn tiếp, bắn tiếp. Úi giời, úi giời ơi. Nhìn mà thấy thương à. Đúng không? Anh em nhìn cái bộ trang bị này bắn có sướng không? Có phê không? Quá phê chứ gì.
triệu 8 đam luôn ạ. Rồi mình sẽ xem lại cái bộ trang bị này nè, xem cái thời gian hồi của nó ấy. 6 giây, cái này thì 7 giây, 6 giây 7 giây, cái này thì 4 giây, rất là xem nhau. Vâng, cứ bảo sao mà cái vũ khí nó hồi lại nó luôn phiên bắn ghê thế à. Rồi ơi, rồi chúng ta sẽ đi mút tiếp luôn. 4 giây này, 7 giây này, 6 giây. Vũ khí nó cứ thế đó, luôn phiên nó hồi là lúc nào anh em có cái vũ khí mà sử dụng. Nhưng mà chết cái là vũ khí nó hơi ít. Cái này mà anh em mang cái loại phóng lựu mà bắn bằng tay ấy, bắn thủ công thì mình nghĩ nó sẽ ok hơn đấy. Nhưng mà bắn cái kiểu mà ấy cái thì cảm giác như kiểu nó cấu rỉa từ xa thôi, chứ còn nếu mà bắn tàu ngầm thì nó hơi gọi là chống ngầm thì nó hơi kém. Có mưa lôi thật nhưng mà nên có thêm cái phóng lựu nữa. Đấy nè, 96055A con nào kia, Isakov à? À đâu, làm gì có thiết giáp đâu. 226 à, tầm thời điểm này là nhiều anh em có 226 rồi đấy. Vào trận là kiểu gì cũng gặp, không gặp một ông thì phải gặp hai ông. Nói chung là không đỡ được. Cái gì sao cứ bắn giàn khoan đấy, thừa đạn à? Ông này ông ấy chủ động, ông ấy nặn xuống đi, ít oxy thì nặn xuống rồi trồi lên để che tránh ảnh hưởng đến cái đường đi của đồng đội. Có sân bay không? Bên kia có CBN-78, bên này thì cũng bên này CBN-80 luôn nhỉ, ngon nhào vô. Và như vậy đây là một bạn Việt, con nhà ông Nam. Bạn Việt Nam đấy anh em ạ. Hy vọng là bạn sẽ hỗ trợ mình ở trên cao nhá. Đây, úi dồi ôi, có điều kiện mình phải bắn trước. Xin tí đam. Rồi em cứ đứng đây thôi. Vâng, thật là tuyệt vời, cảm ơn Câm. Có đâu, không có đâu, không có được cái mùa xuân ý ạ. Cứ lên em lại lùi vào cái góc này vẫn bắn được thoải mái em nhá, thoải mái luôn này. Anh em nhìn này, cậu này ấy đang bẫy mồi à, thò ra với chúng tôi này. Cái bộ trang bị nó thắm thực sự luôn, ta có thể bắn được ở mọi lúc mọi nơi, diệt hạ mọi chỗ, quá thơm. Trời ơi, thơm quá. Bắn tiếp. Đứng đây cẩu thôi, đội bạn đã không làm gì được mình rồi. Trời ơi, chơi làm sao được. Bẫy mồi à, kinh quá nhở. Đây, bẫy mồi đi. Úi trời ơi, 73.000 ạ. Lên anh em. Úi trời, tí nữa thì đâm. Rồi các bạn ngon nhào rô, bạn bắn lên kia thì bạn bắn hết phần của đồng đội rồi. Tôi bảo là hỗ trợ thôi chứ không phải hết trận luôn ạ. Tôi bỏ qua trận này, bỏ qua nhá. Tìm nó mạnh quá, không tính tiền. Xe nháp, bỏ qua đi. Được có 390.000 máu ấy mà. Nói chung là bị dí thì là cũng dễ oảng lắm. Còn nếu như mà không bị dí thì chúng ta sẽ gây đam rất là tốt. Cái bộ trang bị spam như thế này. Cái map này hơi khó đây, mà ẩn nút đây. Ẩn thì ẩn được, nhưng mà khi mà đã ẩn là không ra kiểu thụt thò được ấy. Chúng ta sẽ không gây đam được. Còn là chúng ta sẽ phải bán vào đồng đội rồi. Chơi mấy con tàu này chỉ có đi theo đồng đội đi chung thôi, không có giải quyết được cái gì à. Rồi anh em nhìn thấy rất là rõ là bằng một cái cách thần kỳ nào đó mà bên mình không có sân bay. Đấy, chúng ta đang phải đi theo kiểu đi bộ này. Cái gì nhỉ? Bây giờ ghi là follow me đi. Không biết là anh em có hiểu gì không nhỉ? Phải đi chung với nhau. Đấy, sức mạnh tập thể. Nếu mà mình khẳng định luôn trận này, nếu mà chúng ta mới đi chung với nhau là đội hình của chúng ta sẽ rất là mạnh đấy. Đấy, anh em thấy không? 4 ông đang bám theo mình phía sau kìa. Thế nó mới đẳng cấp chứ.
sang luôn. Anh em chờ tí nha, chờ tí nha. Tôi đang để cho tàu đi tự động ấy. Nhà có một khứa này. À, thế thì hóa ra đội bạn. Rồi, lộ không? Nó đây này. Đây, úi giời ơi. Ghê quá anh ơi. Chúng ta chuẩn bị đón lõng này. Anh em đâu? Sao vào đến đây anh em lại chạy nhỉ? Vào đến đây anh em lại chạy là sao? Pop anh em ơi, pop. Vâng, thằng này nó bị lừa rồi, úi giời ơi, anh ấy đã bị lừa. 382.000 đam. Mất trực thăng rồi. Đang định đi lên để check tiếp. Rồi thằng này thì không tính tiền, nó chết rồi. Đấy, một pha đi lên dụ dỗ cái là nó bị lừa ngay. Chúng ta sẽ lại đi tiếp tìm những cái nạn nhân tiếp theo. Tùy từng cái trường hợp nhé, tùy từng map mà chúng ta sẽ chơi theo một kiểu. Cái map này thì phải đi chung thôi. Những cái map khác mà có góc thì anh em sẽ có thể đi theo kiểu như là ẩn núp của mình được. Đây, bám theo tôi, làm ơn. Anh em làm ơn bám theo tôi. Nghe trận này gặp cái map này nó hơi bị căng thẳng rồi nhá. Cái map, một trong những cái map mà mình ghét nhất luôn đấy. What the hell. Giờ mất map rồi thì anh em không check à? À Cái gì đây? Cái gì đây? Đây là cái gì đây? Giời ơi. Á đủ. Thôi, xong rồi. Happy. Vâng, mang cái bộ trang bị thế này thì hay quá nhỉ. Ý dù anh em cầm phóng lựu bắn hộ mình hay thế nhỉ. Thế nó mới đẳng cấp chứ nhỉ. Anh em yên tâm đi. Chúng ta đi cùng nhau, sức mạnh tập thể này nó không đỡ được đâu. Ô hay ô với chúng tôi à. Đứng im đây luôn. Đấy, xem đỡ kiểu gì. Đấy, anh em thấy là mình có mất máu không? Ô, không phá hộ mình cái quả ngư lôi này đi. Để nó trôi vào mất bố tí máu rồi. Đây người ta gọi là cái sức mạnh tập thể đấy. Đỡ làm sao được. Thằng sân bay chết này. Thằng đầu tiên chết này. Còn thằng ngầm này đang giặt dẹo đúng không? Tự tin ra khoe cá tính luôn này. Chúng ta phải phối hợp với nhau như thế chứ. Ở đằng sau mình là mấy người? 2 người. Phía sau kia nữa là 2 người. Đứng theo kiểu chặn đuôi ấy mà. Kinh quá ha nhỉ. Biết đừng nùi đấy. Ai xả bẫy mồi ngữ đừng. Sao anh em lại đẩy tôi lên à, anh em chơi như thế là không công bằng. Cái phòng không này nó hơi kém. Mình cũng phải khẳng định là phòng không này nó hơi kém. Rồi anh đỡ vào mắt. Ý giời ơi, toang rồi. Ngư lôi nó xả như thế này thì úi dồi ôi. Nhìn ra thế nó sang chấn tâm lý rồi. Ta sẽ lại đi tìm tiếp những cái nạn nhân tiếp theo. Đây. Ngay mà bên kia. Vâng, sức mạnh tập thể khi mà chúng ta không đi chung với nhau đấy. 2 bạn kia xác định là chết rồi. Quay lại thôi. Quay lại mà vớt vát những cái gì mà các ông ngơ ông ấy để lại. 2 người ra đi bao gồm level 21 và level 16. Tại sao nó lại không đi theo mình nhỉ? Nó đi theo mấy bọn mình là ngon rồi, xong nó lại tách đoàn ra. Map. Làm ơn. Chịu rồi, bắn thế này thì chịu rồi. Đấy, gây được đam nhiều thật đấy, nhưng mà cuối cùng có giải quyết được cái gì đâu. Cũng lại đi cống hiến mạng cho đội bạn rồi. Không giải quyết được cái gì. Cái này nó là mang cái tính tập thể chứ không phải là chúng ta cứ mạnh ai người đấy đi. Gây đam được nhiều thì có làm gì đâu. Chết thì cũng lại về cảng chứ làm được cái gì đâu. Úi dồi. Chiến luôn. Anh ơi, hỗ trợ mình cái bắn chết cha thằng kia đi.
cứ thằng nào yêu máu chúng ta vã thằng đấy, không phải sợ đấy. Cái này người ta gọi là sức mạnh tập thể đấy. Rồi thí sinh cuối cùng bắt đờ heo nó vẫn vã mình kìa, vâng có mười mấy nghìn máu à. Pop quý sỏi rồi, thôi không sao, 1 triệu đam anh em ạ, gây được tận 1 triệu đam luôn. Ông ai thì ông cũng không sống được đâu. Mình đã bảo ngay từ đầu cái này nó gọi là cái sức mạnh tập thể, đỡ làm sao được. Đấy 1 triệu mốt là kiểu gì nó nhảy lên tận 1 triệu mốt đam luôn ạ. À. Ngay từ đầu nó đi theo mình nó ngon rồi. Nó tự dưng hai ông kia ông lại tách lẻ ra. Chúng ta sẽ đi tìm tiếp luôn trận 2. Đấy, một mình cái là chúng ta sẽ không thể làm gì được. Mà có đồng đội cái là trận đấu nó kết thúc rất là nhanh. Mà thường nó là một cái trận đấu nó có hậu. Đây, như cái trận này chúng ta có thể chạy lẻ đây được này. Chạy long nhong thì không ai nói gì này. Cái map kia thì nó hơi theo cái kiểu hình vòng tròn ấy. Mang coi thực ra cái này là mình mang cái rocket hoặc là cái thai bẻ S4A ấy thì mình sẽ không ngán khi gặp tàu ngầm đâu. Nhưng mà tại vì mang cái loại này thì nó sẽ kiểu quá mục tiêu, rén lắm anh em ạ. Không ra làm cái gì. Rồi, à, thấy rồi. Tôi thấy là tôi bắn thôi mà. Cái map này mà anh em cứ chơi như thế này thì không ai bảo gì hết. Anh em bắn thế nào cũng là đúng hết. Tận dụng tối đa. Ui trời ơi. Nhìn nó khổ không kìa. Anh em nhìn thằng Yamato nó khổ không? Quá khổ luôn ạ. À. Đây nó là một cái cuộc hành quyết rồi. Mình cứ bắn thôi. Và bạn thì cứ thế mà bẫy mồi đi. Đấy. Cứ thế rồi chúng ta hành quyết nha. Cái này nó còn đâu có tác dụng gì với cái ngư lôi đâu. Ôi giỏi ơi. Vâng, cái combo siêu spam. Siêu cấu gì ạ? Ôi giỏi ơi. Đỡ không lại, đỡ không lại. Storm này. Tầm này thì xa quá anh em ạ. Xa quá, cái vũ khí của mình nó gần như bị vô hiệu mất một nửa rồi. Vô hiệu rồi anh em ạ. Ở gần thì bắn được. Rồi chúng ta cố gắng là chơi cái thằng này này. Đây là cái mục tiêu chúng ta cần phải chơi này này. Không bắn được cái phóng lựu anh em ạ. Thế nó bị nhòa gì nè. Không bắn được cái bạn kia thì tôi bắn bạn nhé. Không cảm, tại vì vũ khí nó không tới tầm. Đấy, cái trận này anh em chạy long nhong thì không ai nói gì. Anh em cứ đảm bảo được cho mình cái cự ly là được. Rồi. Không chết à? Một cái cách thần kỳ đâu đấy, bạn này chưa chết luôn ạ. À. Quá là hư cấu. Vẫn không khóa được mục tiêu luôn. Đây, khóa được cái ngư lôi. Mà ngư lôi thì hơi khó trúng. Nó lại chạy luôn ạ. À. 226 mà bây giờ mà tầm này là nhiều anh em có con tàu pass rồi. Nhiều anh em cày đến max level rồi. Pass 40 là cứ thế mà nhận tàu thôi. Và hầu trận hầu như trận nào cũng gặp cái con 226 này này. Nhìn nó nhỏ tí thì bắn rất là khó. Bắn cái cự ly trung bình thì nó không sao. Bắn là cái cự ly xa thì khó lắm. Nhìn phát ớn lên được đi. Đây là cái kèo đấu 3-3. Thích thì chơi thôi. Bên mình bất lợi cái con tuần dương kia quá nhỉ. Bên mình hơi bất lợi cái con tuần dương này, nó chậm quá. Không chết à, cấu như thế nó không chết, nó không bắt được luôn ạ. À. Tôi xong rồi. Có cái bị lật ngược keo à? Bắn lên tận 1.700.000 đam rồi. À, thế là lại quá hư cấu. Quay lòng quá em ơi, người ơi. Pop. Rồi, xong rồi. Thế này thì ai còn mặt mũi đâu mà chơi nữa. Ôi, tôi sẽ để dành ngư lôi tôi chơi cái bạn này vậy. Thì nó khôn quá đi mất. Đỡ không lại. Nhưng mà chúng ta sẽ chỉ có cái ngư lôi. Nó không có gì khác cả. Té. Úi dồi, cấu được 83.000 máu ạ. À. Mới luôn. Không có nhiều.
Tàu ngầm kia thực ra cũng có giải quyết được cái gì đâu, chết luôn rồi. Không, thả thả 6 lên nó vã chết cha luôn rồi. Úi dồi ui, mẹ. Tàu ngầm không giải quyết được luôn rồi ạ. Quá đau lòng. Đau lòng quá em ơi, người ơi, biết nói gì khi đã chót toang. Đen thực sự luôn đấy, chưa có một cái trận nào nó đen như cái trận này luôn. Đen thực sự luôn rồi. Úi giời ơi, úi giời ơi. Cho thêm hai loạt nữa. Và nó vẫn không chết ạ. Như vậy là nó vẫn không chết. Đang bằng một cái cách thần kỳ nào đấy nó vẫn không chết. 2.300.000. Ôi cái trận này toang anh em ạ. À, chấp nhận thôi. Để cho nó giết chết luôn đi. Thua có tránh không tránh được. 2.300.000 đam mà anh em nhìn cái team mình kìa. Nói chung là không đỡ được. Bắn tận như thế rồi mà có đỡ được đâu. Rõ ràng lúc đầu là lợi thế nhá. Ăn được thằng Yamato như thế rồi. Và chúng ta sẽ làm lại trận khác. Quá nhỏ ạ. Đang nghĩ là map ngon ngon chứ từ gì đã chết hết. Bị cái thằng Thai 6 thì nó vả, thế là tôi toàn luôn. Nhìn tổng quan thì đấy, anh em nhìn thấy con này thì nó hầu như là chỉ có spam thôi. Cứ chạy ra xà, đối phương cứ mồi cái là bắn luôn. Bắn liên tục qua cái gì là dồn cái đấy. Chào hết yêu thương chúng nó luôn rồi, chúng ta sẽ làm lại trận này vậy. Hy vọng là đừng có lỏ những cái trận trước là được. Trận trước bắn đến như thế rồi mà. Mình nhớ là lúc đầu bên mình còn lợi thế được một người hay hai người gì đấy cơ. Lợi thế hơn người đấy mà vẫn thua. Không giải thích được. Rồi, chúng ta sẽ xem có góc không. À, như vậy là không thấy gì. Không thấy gì anh em ạ. À, mình nghĩ là lắp cái loại như kiểu cái rocket thì bắn còn sướng hơn ấy. Chát luôn. Con chát. Vâng, chúng ta phải dí ngay. Những cái mục tiêu nào ở cái map này mà nó chạy chậm ấy là dễ dí nhất. Không ai đi lên đấy map luôn. Bây giờ có khi tôi phải không biết làm thế nào. Bây giờ tôi, các bạn mình lấy map cho tôi nhỉ. À, thôi tôi tự đi lấy cho nó lành. Kinh quá nhỉ. Bạn này chắc là nghĩ là đứng đây là núp là ngon đấy. Tôi cũng đang nghĩ là bạn đứng đây là núp là ngon đấy. Mà ý tôi nói là bạn đi về cảng bạn núp thì nó còn kín hơn. Rồi xong rồi. Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ xử đến con Beliki. Chỉ cần một khi mà chúng ta không bị phát hiện tầm nhìn này đấy. Trận nào như trận nào này, cứ chạy này mà spam thôi. Không có gì phải sợ hết. Đấy, nó đỡ làm sao được anh em. Như trận trước là tem mình nó bắn lỏ quá. Đây này, nó cũng mình nhớ là nó cũng kiểu như thế này này. Lợi thế hơn người đấy. Nhưng mà về sau thì cũng không giải quyết được cái gì. Chúng ta sẽ chơi bạn 058 đi. Xử đẹp ngay. Lâu lâu mình gặp cái team nó lỏ quá. Không đỡ được. Bắn càng ngày càng đuối dần, càng đuối dần thế cuối cùng là chết. Đây, anh em thấy trận này đam nó nhảy cũng to đúng không? Cố dãy ạ và không được ăn cái mạng thứ ba rồi. hơi nhọ. Nhưng mà thôi không sao, đấy, lại 1.1 triệu đam rồi. Mình có thể so sánh nhanh cho anh em xem qua nha. Đấy, đội bạn hình như nó không có map, cây được có gần 300.000 sát thương thôi. Đen như thế là cùng. Mà tôi nhắc lại là cái gì cái nó chỉ có một lần thôi. Chẳng nhẽ là team thì trận nào cũng lỏ mãi. Ai gặp team lỏ được mãi đúng không anh em. Khóa rồi. Chúng ta khóa được SMX31 rồi. Ơ. À đây. Tưởng nó bắn xong cái lại không thấy ngư lôi đâu thì quá ảo. Nào. Tôi chết rồi, một phát bẫy mồi ngư lôi của nó thế là hỏng hết. Sao nó chơi hay vậy ta? Con này thì oxy nó không có nhiều đâu. Mình khẳng định luôn.
S mấy 31 kia là kiểu gì nó oxy cũng đỏ rồi. Rồi không sớm thì muộn anh cũng phải nổi lên thôi. Không biết là có nổi lên được hay không thì chưa gì lại chết rồi, nó xác định là nó chết dưới nước cái chứ nị. Anh em thấy cái ngư lôi này nó trôi hơi chậm đúng không? Được cái nó đam to nhưng mà nó trôi hơi chậm. Đấy. Đội bạn ấy làm gì có đam mà to của mình đâu. Bắn nhẹ nhàng tình cảm mà chịu 2 đam rồi. Nó sẽ làm tiếp luôn trận nữa. Chúng ta mà cứ có góc hoặc là gặp mấy con tuần dương này, thích lắm anh em ạ. Bão ta mà gặp tàu sân bay lại càng kết. Nói cái trận này sang đến cái trận sau thì chúng ta sẽ kết thúc cái video. Và trận sau thì mình sẽ xin phép anh em là đổi lại cái súng phóng lựu. Đấy, để xem là cái khả năng tác chiến khi mà thay đổi súng phóng lựu ấy, giữa cái loại khóa mục tiêu và không khóa mục tiêu thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Đấy, bây giờ đi đâu chúng ta cũng gặp cái con F126 này. À xin lỗi anh em, cái con Thai 26 Rock CVX. Mình đi check hướng này đi. Rồi, pháo bắn hơi lỏ nhỉ. Pháo bắn hơi lỏ đây rồi. Rồi mình đang đi ấn quay về tàu mà không kịp. Không kịp anh em ạ. Rồi như vậy là Rock CBX nó bắt đầu nó di chuyển kia. Anh em có nhìn thấy gì không? What the hell? Ây da. Nhanh đấy, núp nhanh đấy. Núp nhanh đấy anh ơi. Núp nhanh thực sự luôn. Không làm gì được. Rốc thì nó nhanh mà. Những cái tàu sân bay đổ bộ rồi, nó đi rất là nhanh. Vẫn có góc kìa. Đây. Chúng ta sẽ phải cố thêm một lượt nữa để cho cái con Ohio này nó chết đi. Phải nó chết thì cái con này thì chúng ta mới có được cái góc ở bên này. Rồi ơi, nhìn nó nhỏ xíu vậy ta. Cứ thích chí mình ạ. À. Thế anh em không dí thằng này nữa à? Phải dí nhiệt tình thằng này này. Con Ohio đấy, anh em nhìn thấy không? Nó rất là hợp lý đúng không? Thôi được, mình sẽ đứng ở lại đây chấp nhận dính cái loạt ngư lôi này của nó đi. Giờ nào nó cũng chết rồi mà. Đấy, nó đỡ làm sao được. 289 thì nó trôi chậm thật. Nhưng một khi mà nó đã lao vào rồi thì đam nó cực khủng luôn. Anh ơi, anh cứ đi lên đi, góc này nó bắn làm sao được anh. Em đang ra rồi, cứ phải lo nhỉ. Là kì mót rồi ạ. Nó không bắn được anh đâu, đấy, úi dồi ôi, trận này đam nó hơi thấp. Tại từ nãy giờ bắn chưa nhiều. Map này là độ bạn mà nó núp một cái là nó không có một tí đam mà luôn ạ. À. Bắn nó toàn trúng cái giàn khoan rồi. Đỡ với chúng tôi nè, rồi một bạn nữa ra đi. Tôi tận dụng cái cơ hội rất là nhanh. Không có cái cửa ấy đâu. Trời ơi, bây giờ mới bẫy mồi đúng là quá muộn cho một cuộc tình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lao lên vào cây đam nhá. Này đâu mình không đâu có ngán cái gì đâu. Đợi thế nó nhiều quá rồi mà. Nghĩ thì chắc chắn là không tính tiền rồi. Trời ơi. Ra một cái lại phải núp. Đấy là bắn kê phết nhỉ, nó đang có cái nhịp bắn mình ấy. Bắn mình này. Có một lần thôi, không có hai đâu. Rẽ ngay. 100.000 máu, 61.000 máu. Rồi đi núp. Gặp mấy bạn Hàn Quốc thì bắn ghê quá. God Scope level 51 à. Sao God Scope level 51 chết rồi. Trời ơi. Trời ơi, nhìn cái quả hạt nhân kìa. Khoảng 999.000 đam. Đam nó hơi thọt một tí. Quả đấy là mình cố thêm tí là khả năng đam to nhất rồi đấy. Mình trận này mình sẽ đi đổi anh em nhá. Đi đổi lại cái súng phóng lựu để xem nó có khác gì nhau không. Đây, chơi rocket anh em nhá. Chơi thử loại rocket xem nó có khác gì nhau không. Nó chỉ có là X2 súng phóng lựu thôi, chứ nó không có phải nhiều. Không phải là X3. Thực ra là khi mà bắn theo kiểu như là thủ công như này nó sẽ như thế nào. Mình thì mình vẫn thích lắp cái kiểu này hơn. Hơn là lắp theo cái kiểu khóa kia thì nó hơi thụ động một tí. Rồi ok, và chúng ta sẽ vào luôn vịnh Viking. Map này thì
hơi khó bắn ấy. Mình sợ là kiểu vì máu yếu quá, muốn bắn được rõ kỹ chuẩn thì chúng ta sẽ phải hơi thò cái mặt ra. Máu 390k này hơi run đấy. À, lại có sân bay ngon rồi, bên kia cũng sân bay ngon. Nói chuyện này chúng ta sẽ kết thúc cái video anh em nhá. Ôi trời ơi, cái gì đây, trận này lại gặp ngay mấy anh Việt Nam à? Đảng Cộng sản này. Ôi trời ơi, mấy anh ơi, đây là trận cuối của em nhá, mấy anh bắn cho nó cẩn thận nhá. Chúng ta tụ tập lại đi, follow me. Ấy, bắn cái gì đây, bắn ai đây? Hỗ trợ được cái này, hỗ trợ ngay. Đạn nó lỏ quá, lỏ à. Thôi chúng ta đi lên cho nó lành. Trận này lại gặp mấy anh Việt Nam này, nó mới thơm thịt chứ nè. Nhưng mà khác chết cái, chúng ta lại ở khác phe, chúng ta lại phải tàn sát lẫn nhau. Hay lắm anh tàu sân bay ơi, tàu sân bay level bao nhiêu? Mình nghĩ biết ngay mà. Ô, anh này hình như là cũng người Việt Nam hay sao ấy. Lên anh em ơi, lên, giết chúng nó. Ô, thế anh em lại bỏ mình lại à? Đây, thằng này nó yêu máu này, úi dồi. Một cái miếng mồi nó thơm thịt cho anh em. Ui dồi, cũng không thơm lắm đâu, cũng không thực sự là thơm lắm đâu. Úp, úi dồi, góc này không bắn được. Góc này không bắn được. Không bắn được thì chúng ta lại chạy. Các bạn ra đây, ra đây. Úi dồi ơi, Té. Nó hăng có cả phóng lựu Halloween hay gì đấy. Ông nào mang phóng lựu Halloween đấy. Đây đây các anh ơi, các anh cứ ra đây. Nhắm vào em à? Nhắm vào em à? Và bắn xuyên tường luôn. Té anh em nhá. Chỗ nào đông quá chúng ta té, máu chúng ta yếu. Anh em ơi, ta đi. Úi dồi ôi, ông này yếu thế à, rồi ơi. Mình phải ở lại rồi. Cái tình hình này là không ở lại không được. Cái tình hình này không ở lại không được. Đi lên chúng tôi á. Rồi anh này yêu máu anh cứ núp đi. Em đứng cạnh anh ấy. Ủa, em muốn kêu hỗ trợ phòng không cho. Đang sân bay với nó cũng cố muốn ăn à. Ăn gì mà ăn nắm thế hả rồi? Ăn gì mà ăn nắm thế hả rồi? Ăn gì mà ăn nắm thế hả rồi? Không có cái mùa xuân đi đâu. Té. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Anh Đảng Cộng sản Việt Nam, anh ấy đang muốn tìm mình anh em ạ. À, anh đi ra đây. Đi ra đây. Úi giời ơi, em còn 200 ngàn máu nữa. Nào, đừng có đẩy em. Không là chen lấn xô đẩy dưới mọi hình thức anh em nhá. Úi giời ơi, trận cuối gặp anh trong Việt Nam vui thực sự luôn đấy. Đâu rồi? Ô, sao lại đi qua sang kia? What the hell? À, thôi, con này nó máy bay chết không? Nó chết người ta. Nhưng đội bạn bị chia cắt đội hình như sao á? Đây này, bạn này hình như cũng là bạn Việt Nam đây này. Tễu à? Hello Tễu nha. Tễu đi đây là Tễu đi hơi ẩu rồi đấy. Đúng không? Tễu đi thế là Tễu đi hơi ẩu đấy. Tễu đi hơi ẩu rồi đấy. Mua tiếp. Rồi xong rồi. Đi thế là đi quá ẩu rồi. Quá ẩu trong một cuộc tình rồi Tễu ơi. Muốn sang đây. Hình như là hai ông này đang muốn sang bên này anh em ạ. Úi trời ơi. Muốn bắt ông tàu sân bay bên mình ấy kìa. Không sao. Còn mỗi anh Đảng Cộng sản Việt Nam. Nào, anh Đảng Cộng sản Việt Nam anh nói đây cho nó chết nốt đi rồi em kết thúc cái video. Cái trận lúc nãy bắn ở cái map tảng đá, bắn tim nó lỏ quá, thua cái trận đấy nó mới đau chứ nhỉ. Thôi chết rồi. Nó giết chết sân bay bên mình thôi. Ui, sân bay bên mình nó 2 triệu đam rồi. anh Đảng Cộng sản Việt Nam anh ấy chat này. Cái gì đây? Mọi người đâu rồi? Sau khi mà anh ấy thấy chỉ còn lại một mình Zemix đấy, các khúc chỉ còn lại một mình Zemix, anh ấy chat là mọi người đâu rồi.
Còn anh hóa ra cái anh kia thì không phải là người Việt Nam à? Đây, tôi sẽ cho anh đi gặp với mọi người nhá. Đấy, tôi sẽ cho anh đi gặp với mọi người luôn. Đấy. Rồi, như vậy là anh ấy đã gặp được mọi người ở cảng. Các bạn phải về cảng thì mới gặp được nhau chứ. Rồi ok, thì vừa rồi mình đã đi chơi một vài trận cho anh em về con khinh hạm FGS M127. Thì anh em hiểu rõ cái bản chất của con tàu này rồi đấy. Nói chung là bị dí hoặc là bị đối đầu thì khá là yếu, tại vì máu cũng yếu mà, vũ khí thì cũng không phải thực sự quá hấp dẫn. Nhưng mà nếu như có góc bắn hoặc là không ai động đến, anh em có góc bắn, sát thương sẽ rất là cao. Đấy, thì đây là những cái điều mà anh em cần phải lưu ý khi mà chuẩn bị mua hoặc là sử dụng con F127 anh em nhá. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video sau.